chào tất cả bà con nhé. Người Tây Nguyên xin giới thiệu đến cho quý bà con một cái mảnh đất là hai mặt đường. Đấy. Nằm ngay khu là này là buôn bán này. Đấy, khu buôn bán nha. Đây là một cái mặt đường này là hơn 100 m. Và bề ngang mặt tiền đường liên huyện này hiện tại đang làm đây và cách quốc lộ là 3,5 cây nhá. 42 m mặt đường này. Đấy. Và sâu là 100, hơn 100. Phía sau có bọp hầu tí. Đó. Đấy, mảnh đất này rất giá trị nhé. Con đường này chuẩn bị làm đường lớn đây. Đấy. Rất là đẹp nha bà con nhé. Đấy, có nhà xây đây. Ở đây mình sẽ vô quay ngôi nhà cho bà con xem. Anh Tấn, cái sầu riêng của mình là sầu riêng lớn là bao nhiêu cây anh? 32 cây, cứ cho 30 cây tại 32 cây, nhưng mà nó anh dặm hai, có cây nó bị báo ben anh dặm hai cây ấy, cứ 30 nhỏ 30 lớn đi. Rồi 30 nhỏ 30 lớn là ví dụ là cái sầu riêng nhỏ năm thứ mấy? Là năm thứ hai với năm thứ ba là nhỏ năm. Mùa xuân kinh. Mùa xuân kinh năm có 5 cây thôi. 5 cây Jona. 5 cây bên sông Kinh, 16 cây ri sáo là 21 cây, còn lại là 39 cây đô na, tức là ta có số nhỏ nó có đô na nữa. Rồi, ok. Rồi nhờ anh cho em xem cái thông tin của nhà cho khách nha. Nhà của chú quay à, của công trường. Rồi, rồi. Đây. Đây, công trình phủ đây, nhà tắm đây. Mình cũng có cái nhà để đấy, phòng ngủ đây. Đây sầu riêng mùa xuân kinh Dona Thái. Đây là trồng được 28 cây như thế này. Năm thứ 2, thứ 3. Đây 28 cây này nhé. Và nói chung là chủ nhà trồng cà phê thì rất là dày. Nó vô cả tầm 450 cây cà phê. Đấy, thứ tư thứ năm đang kinh doanh đấy. Còn đây là sầu riêng năm 12 năm rồi đấy, sầu riêng đây bà con xem nhé. Đây mình trái sầu riêng này đấy, quá trời luôn sầu riêng đấy, cà phê đây đẹp tuyệt vời luôn. Hai mặt đường phía đường hông là cũng sẽ đổ đường bê tông nhé. Phía sau đó là có một cái khu sinh thái người ta nghỉ dưỡng này, rất là tuyệt vời. Còn cà phê thì quá đẹp luôn, mà sắp làm đường lớn rồi nha quý bà con nhé. Đấy, sắp làm đường lớn rồi đấy, sầu riêng khá đẹp luôn. Đấy, chủ nhà đợt vừa rồi vừa mới năm này ước tính là thu sầu riêng là 30 cây này là hơn 100 triệu này. Đấy, sầu riêng quá trời sầu riêng luôn đó. Đây bà con xem này, một cái mảnh vườn này, hàng sầu riêng năm thứ 10, 11, 12 này. Đấy, và sen ở trong đó là có sầu riêng nhỏ nữa đấy nhá, còn cà phê đây. Nói chung là tổng diện tích là hơn 4 sào đấy, nhưng mà quan trọng là cái này là nó đang làm đường và sầu riêng, cây ăn trái đầy đủ, cà phê nữa, sen canh sen cư. Đấy, quá tuyệt vời luôn, mảnh đất đẹp quá. Đấy, giá chủ nhà mong muốn là 950 triệu đồng. Đấy, hai mặt đường nhá. Đấy, bán 950 triệu đồng. Cái này là bán đất có 200 thổ cư. Đấy. Đấy, cái này là đất để ở và có mặt đường nhá. Sắp làm đường lớn đấy. Cách quốc lộ 14A là chỉ có 3 cây thôi. Đấy, hai mặt đường rất là đẹp. Đấy, quý bà con nào có nhu cầu thì mua cái sản phẩm này nhá, ủng hộ cho người Tây Nguyên. Đấy, khá đẹp luôn. Đấy, vừa có cà thu, vừa có sầu riêng. Nói chung là nhà thì có một nhà tạm cấp 4.
Đây, sầu riêng này là 12 năm rồi đây. Đấy. Giá bán chủ nhà mong muốn là 950 có thương lượng. Bà con nào mà cần mua cái mảnh đất này thì liên hệ cho người Tây Nguyên nhé. Nói chung là chủ nhà cứ hô giá thế, còn mình thì cứ ai có nhu cầu thì cứ trả giá. Tại vì cái lô này là cùng trong năm nay thì cũng sẽ có con đường lớn đi ngang qua rồi. Đấy, và người dân khắp nơi cũng đổ xô về mua. Đấy, cái khu đất này thì rất là nhiều, tại vì đất nó bằng phẳng đẹp và rất là giá trị nha quý bà con nhé. Hai mặt đường, cái mảnh đất của mình là hai mặt đường luôn. Đấy, có 200 thổ cư. Đấy, 60 cây sầu riêng nhá, lớn nhỏ. Đấy, cà phê là hơn 450 cây. Đấy, mảnh vườn khá đẹp luôn. Giá bán chủ nhà mong muốn bán là 950. Còn người ta cũng có người trả mà chủ chưa hợp lý giá nên là chưa bán. Còn quý bà con có nhu cầu thì cứ thương lượng với người Tây Nguyên để báo với chủ nhà nhé. Đấy. Đất này tại xã Đờ Reng, huyện Chư Bứ, tỉnh Gia Lai nhé. Đấy, thân ái chào bà con. Đấy, ai có nhu cầu thì mua ủng hộ người Tây Nguyên nhé.